Chiều nay ngày 18 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghị định, quy định về đất trồng lúa. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm. Dự thảo nghị định gồm 4 chương 18 điều nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Trồng trọt năm 2018, từ đó khắc phục những chướng mắc bất cập trong thực tiễn, thi hành, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất trồng lúa. Nghị định nhận được sự đồng thuận cao từ các bộ ngành. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, còn những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 cần phải nhanh chóng cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh nghị định đối với một số vấn đề như cần cụ thể các loại công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất lúa, cụ thể tiêu chí quy hoạch dùng trồng lúa năng suất chất lượng cao, nguồn và cơ chế đầu tư, công trình đầu tư, các kỹ thuật mới cần áp dụng và quan tâm xây dựng, quỹ hỗ trợ người làm nông nghiệp trước những rủi ro trong sản xuất,